Xin lỗi anh, em không có thói quen cho Facebook người lạ. Lo gì em, trước lạ sau quen, mai khác biết. Dù gì anh cũng là anh trai của Liên, có phải người lạ đâu mà lo. Chúng mày đừng có mà vớ vẩn nhá. Người ta là người hiền lành tử tế, làm gì có cái chuyện đi thuê người để lừa tao được. Bố ơi, chính mắt con và Ngọc Anh nhìn thấy mà. Cháu còn bảo cả anh Tâm quay video lại đấy ạ. Tao không tin, mà người ta làm như thế để làm gì cơ chứ. Sao bác lại ngây thơ như thế được nhở? Người ta muốn đưa bác vào chồng để lừa bác chứ còn làm gì nữa. Con thấy Ngọc Anh nói đúng mà bố. Mày thì biết cái gì hả? À, có lịch nhập học á thì lên thành phố mà đi học đi. Kệ tao nhá. Bố cứ như thế này làm sao con yên tâm đi học được à? Mà cháu nghĩ bác nên suy nghĩ lại đi ạ. Chốt lại á là chuyện này chẳng có cái gì to tát cả, nên là hai đứa đừng bao giờ nhắc đến nữa. Trẻ con thì hiểu thế nào được chuyện của người lớn. Vơ vẩn. Trời ơi, sao bố cố chấp thế nhở? Con phải nói thế nào thì bố mới hiểu đây. Mà đấy, còn cả chị Ngọc Ngà nhà cháu nữa. Bác hết gây ra lỗi lầm này đến lỗi lầm khác, chị làm gì còn niềm tin vào bác nữa. Thôi, dẹp, dẹp hết trò đỡ đầu đầu. Thằng này, đi vào trong nhà của con này. Điện, đừng bao giờ nhắc đến chuyện này một lần nào nữa. Bác đúng là người cố chấp bảo thủ. Kìa Ngọc Anh. Ngọc Anh cái gì? Đi vào nhà. Dạo này nhìn anh gầy làm em không nhận ra, cứ đứng mãi. Tại tao cách ly mất hơn 20 ngày nên nó thế, chán. Anh cách ly thế có tâm được em nào không? Làm gì có được đứa nào. Con gái bây giờ nó thực dụng lắm, tao không thích. Tính anh em còn lạ gì, bố ôm đi chê đít thì lề. Mà mày thi cử thế nào rồi, đỗ không? Em anh mà không đỗ thì ai đỗ nữa. Thế dịch như thế này bao giờ thì nhập học? Em cũng chưa biết được. Đi gọn vào, bố đâm nó chết mẹ bây giờ. Ơ thằng danh nào đấy? Mày dọn mày xuống xe xem nào. Con lợn mà. Mày thích cái nào? Mày biết bố mày là ai không? À, mày lại thích hổ báo có trộn ở đây à? Thôi anh ơi, đi về chắc thì cái bọn trẻ con á. À, con lợn này. Bố mày thích hổ báo ấy thì mày làm sao? Ơ, Sang à? Có phải Sang không? Ơ, anh Sang này. Em lại cứ tưởng ai cơ. Ờ, tao đây. Tao? Tao Trọng đây. Ơ, Trọng. Mày về lúc nào đây? Sao mày không gọi tao cho tao đón? Tao vừa về đến đây xong, con Liên nó phải ra đón này. Mà bạn đi cách ly chưa đấy bạn ơi? Bạn đeo ngay khẩu trang vào đi. Gớm, tao cách ly 21 ngày rồi, không cách ly được về đấy chắc. Thế thì được. Mà thôi, con Liên về trước đi. Để Trọng ở đây nói chuyện với tao tí. Đúng rồi đấy, mày mang đồ về cất cho anh đi, lát anh về sau. Vâng, thế em về trước. Mà anh Sang đừng có rủ anh Trọng nhà em đi linh tinh nhá. Cái con này. Mày cứ nghĩ xấu với anh ấy nhở? Thôi mày đi về đi. Vâng, mà anh nhớ về sớm ăn cơm ấy. À, lâu lắm rồi cặp đôi sao Trọng anh em mình mới được gặp nhau ấy nhỉ? Tao cũng nhiều bộ mày vãi ra, nhưng mà bây giờ mới về được. Thế đợt này mày về hẳn chứ? Không, tao về ra hạ visa, xong tao lại đi luôn. Thế thì tranh thủ mà chơi đi. Thế mày có món gì hay ho không? Ui, thế mày không biết à? Gái làng này nó đặc sản đấy. Được, tao thích rồi đấy. Nhìn mày đẹp trai này, chắc là tốn gái lắm đấy. Tán gái là sở trường của tao mà. Ê Ngọc Anh, đi đâu vội vàng thế em? Đi đâu không phải việc của anh. Tránh ra cho tôi đi về. Đi đâu vội vàng thế? Cứ từ từ đã. Chơi á. Anh làm cái trò gì đấy? Gái làng ấy, ngon không? Được đấy. Ngọc Anh, ai chơi em mà để em phải khóc? Em bảo anh xử cho. Không phải việc của anh. Em nói thế, anh sẵn sàng đấm vỡ mồm thằng nói chơi em. Đúng rồi đấy. Ấy, mà anh xin trân trọng giới thiệu với em luôn. Đây thằng Trọng, cặp bài chung của anh. Em nhìn thấy ấy, hai thằng anh đã sang Trọng chưa? Sang cả Trọng, mệt người. À mà em tên gì ấy nhỉ? Ngọc Anh. Anh chào Ngọc Anh nhá. Không dám, chào anh. Thế bây giờ hai anh có tránh ra để tôi về không thì bảo. Em này căng đấy, không dễ tán đâu. Mày cứ từ từ, đúng không? Mày chưa nghe cái cụ bảo à? Đẹp trai, không mở che mặt. Đúng không em nhỉ? Đúng mày. Con nợ lấy. Chắc là hôm nay mày ra đường mày không xem ngày rồi. Khả năng cao như thế. Thôi, lên xe tao đưa về.
chưa rõ ràng. À, khổ thân mày cứ thích thể hiện cơ. Này, đúng cái mũ à. Này, có thể báo nhập học chưa? Em có rồi. À, thế mà mày thi trường gì ấy nhở? Em thi trường du lịch. Khá quá nhở. Chuyện em của anh mà lại. Thế con bé hàng xóm nó có đỗ không? Ui giời, cái con tuyết rồi ấy gì? Con đấy thì tuổi gì mà so sánh với em? Trượt thẳng cẳng. Ờ, kém quá nhở. Mà mày có biết con bé Ngọc Anh không? Con Ngọc Anh á? Lạ gì, nó là bạn chơi thân với cái tuyết đấy. À vậy à? Anh thấy con bé đấy cũng xinh phết đấy chứ. Ui giời, xinh cái gì? Em nói cho anh nghe nhá. Con đấy á, tính thì cọc cằn, ăn nói thì khó nghe, giọng thì chua như giấm ấy. Mà nó nhá, nó với cái con tuyết ấy là nổi tiếng đanh đá nhất cái làng này luôn đấy. Mà anh đừng có mà dây vào hai cái đứa đó đấy. Đấy là đúng cái gu của anh rồi đấy. Anh thích những đứa con gái cá tính như thế. Anh hâm à? Anh mà thích nó là từ giờ em không nói chuyện với anh đâu đấy. Ơ, thế mày không muốn anh ở nhà lấy vợ à? Muốn. Thế nhưng mà lấy ai thì lấy, chứ trừ hai cái con rố đấy ra. Mày điên à? Anh phải biết tự tìm hiểu chứ. Tìm hiểu cái gì? Em học cùng nó bao nhiêu năm giờ em không biết à? Mà anh không tin em thì còn tin ai? Ờ, à, thôi được rồi, anh tin được chưa? Thế có phải ngoan không? Mà hôm nào nhá, em giới thiệu cho đứa bạn xinh hơn hai đứa nó luôn. Ờ, à, mày nhớ đấy nhá. Vâng, mà thôi em đi vào nhà đây. Thôi mày đi vào nhà nấu cơm đi. Cháu ơi! Ơi! Hôm qua, tao bức xúc lắm luôn ý. Ông ấy còn chửi thẳng mặt tao luôn á. Ôi, sao ông ấy lại quá đáng thế à? Lại còn mắng cả anh Tâm nữa cơ. Mà rõ ràng tao với anh Tâm làm việc đúng mà, bóc mẽ được bà Hoàn nhá. Mà ông Long một mực không tin, lại còn bảo tao dựng chuyện nữa. Theo tao ý, thì mày cho ông ấy nghỉ luôn đi, khỏi phải tán chị Ngọc Ngà nữa. Tao cũng quyết như thế rồi. Không biết ông ấy có giận tao không nữa. Nhỡ đầu ông ấy cấm cả tao sang nhà thì oan lắm. Mày không phải tiếc, sau này về nhà mà có ông bố chồng như thế á, thì cuộc sống cũng chẳng yên ổn đâu mà. Mày cứ nói thế, khó khăn lắm tao mới tán được anh Tâm. Tán tỉnh cái gì? À đấy, mày nói tao mới nhớ nhá. Hôm qua lúc về, đang lúc bực mình lại bị hai cái thằng trai làng nó trêu chứ. Thế á, thằng nào? Thì thằng... Tao biết mỗi thằng Sang, còn một thằng nghe đâu tên là Trọng ấy. Trọng à? Sang Trọng. À, kêu thằng Trọng anh trai cái Liên ở gần nhà tao. Tao làm sao mà biết được. Nhưng mà cũng không đúng, ông ấy đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc rồi mà. Ô đấy, nhìn cũng giống người đi nước ngoài về. Mà nó còn đeo kính nữa mày ạ. Ôi, thế thì đúng rồi. Thế hai thằng đấy nó trêu mày cái gì? Thì tao đang bực mình chuyện nhà ông Long, đang về, thế là thằng Sang nó lại chặn đường. Tao tức lên, tao tát cho nó một cái. Ôi dồi ôi, mày manh động thế cơ á? Nhưng mà tao ủng hộ cách đấy của mày, cứ phải cho bọn nó một bài học mới được. Nhất đâu là cái thằng Sang ạ, lông ba lông bông, ngổ ngáo, có cái con xe độ á mà nẹt bô suốt ngày, điếc cả tai. Ồ ấy. Ôi, lại gặp hai em. À đấy, đúng hai tên này rồi mẹ ạ. Này này, đúng thằng Trọng anh trai con Liên rồi. Thế á? Ừ. À, hôm nay tôi để mạng cho bạn xem nhá. Cô em hôm qua tạ đành hơi đau ấy. Thì sao? Ông vẫn định trai mặt tiếp à? Anh đàn ông con trai, chấp gì một con gái như em. Này, thế bây giờ anh định làm gì? Nói ra để con biết nào. Thì có gì đâu em. Anh chỉ muốn giới thiệu với hai em. Đây là thằng bạn thân anh, nó mới từ bên Hàn Quốc về. Đấy, tiền tiêu quả quyện. Nhưng mà cái chưa có người yêu, nên là muốn làm quen với hai em. Làm quen cái kiểu gì mà suốt ngày chặn đường người ta như này? Kiểu này xưa rồi nhá. Thôi thôi để tôi. Anh xin lỗi Ngọc Anh nhá, thật ra anh không có ý xấu gì đâu. Em có thể cho anh xin số điện thoại hoặc là Facebook được không? Ai chả, anh Trọng dạo này khá quá nhở, không nhút nhát như ngày xưa nữa à? Ừ, em là... Em là Tuyết, hàng xóm nhà anh đây. Ồ, thế à? Dạo này lớn quá, anh không nhận ra. Ờ, chả lớn thì bé đến bao giờ. Nghe nói em vừa trượt đại học đấy à? Em tự ý thức được việc đấy. Lại con em gái anh bơm đều chứ gì. Anh không phải xỉa sói. Anh lẫn em đều xấu tính. Ấy, anh chỉ hỏi thế thôi, chứ có ý gì đâu. Thôi 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 thôi, hai anh đừng có lằng nhằng, tránh ra để bọn em đi về. Ê, từ từ đã em. Bọn anh xin được số của anh xong, bọn anh đi luôn, khỏi đuổi. Hay là Ngọc Anh cho anh xin Facebook tôi cũng được. Xin lỗi anh, em không có thói quen cho Facebook người lạ.
Lo gì em, chức lạ xấu quen, mai khác biết. Dù gì anh cũng là anh trai của Liên, có phải người lạ đâu mà lo. À, ui giời, tưởng ai. Nhưng mà bọn em lại không chơi với Liên anh ạ. Kìa em, anh Trọng mà có ý thế rồi. Chả mấy khi anh ấy về Việt Nam, em cho anh ấy cơ hội làm quen đi. Em không có cái phước đấy đâu ạ. Thôi hai anh tránh ra cho em còn về. Lẻ nhá, anh nói luôn cho nó vuông nhá. Hôm nay nhá, em không cho số nhá. Còn nâu anh cho về. Thế không cho về thì anh định làm gì tôi? Anh cần gì ra tay á. Anh nhường cho thằng bạn anh. Bạn ơi, xin số đây. Thôi không cần phải làm khó em ấy nữa. Không cho thì thôi, có gì đâu. Đấy, nói như anh Trọng đây tôi còn thấy hợp lý. Cảm ơn em, thôi em về đi. Ôi kìa bạn, bạn làm thế nhớ hết việc của tôi rồi. Dạ xin phép, chào anh em về. Chả mặn quá. Thôi đi về đi. Ôi, xe tao đâu rồi? Xe tao vừa để đây mà, xe tao đâu rồi? Tao làm sao mà biết, lúc nãy xe vẫn còn ở đây cơ mà. Chẳng lẽ ban ngày ăn mặt lại có ma. Đéo được rồi, mất mẹ xe rồi. Tao cũng mà nói chuyện quá, không để ý. Thôi chết tao rồi, xe ông già tao vừa mới mua cho ở đấy. Mất về ông oánh cái gì, mẹ như đoàn luôn. Thôi mày tìm xe tiếp đi, tao có việc tao phải về trước. Mày không tìm xe với tao à? Nhớ mặt tao ấy. Mày ở đâu xe ơi? Chết, ôi dồi, xe tôi đâu rồi? Ôi, xe đây rồi, xe đây rồi. Có xuất sát gì không? Ủa mày quá, xuất sát gì? Ôi, các cụ có linh thiêng thì các cụ muốn xe thì các cụ bảo con đốt thì các cụ đừng lấy xe con này. Con sợ các cụ ơi, con lại các cụ.